Hôm nay người ta hỏi ăn món gì vợ? Nếu ừ. Anh nói gì sẽ lý lợi đây. Xá lợi hả? Không nghe. Hả? Xá lợi á. Xá lợi hả? Sao? Giải thích xá lợi. Có. Cái người tu mới có. Có, người tu có. Vậy hả? Về. Đức Phật. Người tu á mới được gọi là xá lợi. Vậy nó có một cái gì xá lợi gì luôn đúng không? Vậy. Nó một trong cơ thể mình có một cái điểm đặc biệt, còn mình đốt cháy thành tro hết thì làm gì sao lại ông Phật đó. Phật đó nó bị thiêu đó, mình đem đốt rồi không còn gì hết á. Bữa nay ăn gì nè? Hả? Ông Phật còn còn không, có nhiều người tu chân chánh cũng có xá lợi vậy. Đúng. Cũng còn vậy. Thấy tu chân chánh đó nha. Chứ còn không đem hết thầy chùa ra đốt coi có ông nào có đâu. Ý là tu giống Đức Phật á. Đúng rồi. Tu giống Đức Phật á mới có chứ không phải còn ví dụ như tu như cái kiểu của ông Đức Phật á thì mới có. Tu đúng á là mới có. Còn tu tào lao đâu ra đốt ra cho giống như mình như cỡ cỡ thầy gì Thích Tâm Phúc cỡ đó. Thích Tâm Phúc đốt ra anh cho bụi không chứ xá lợi đâu ra. Nay ăn gì? Ăn tầm bậy tầm bạ. Này khô ăn nha. Ăn không có đâu trúng vào đâu hết đó. Khô gì vậy? Khô có đuối. Khô có đuối à? Ăn vô là đuối. Ăn vô đấm đuối luôn phải không? Cái này đậu hũ đó của ngoại. Để bưng ra ăn. Phan Hâm Mộ hỏi tại sao 4-5 người ăn mà cái nồi cơm bớt có 3 chén là hết rồi. Ăn người có 1 chén đâu ra. Đã hỏi ăn gì kỳ vậy? Có đâu kỳ. Ăn gì ít với gì? Ăn ít thôi chứ ăn chi nhiều. Bữa nay ăn khô nha, hôm qua ăn mắm bữa nay ăn khô nha. Khô bút gỏi xoài nè, đó. Ăn tùm lum tùm la. Này gì? Đậu hũ của ngoại. Cơm thông rồi. Khô gì à? Thấy nè, thèm thèm rồi vô làm dĩa nè. Khô có đuối. Ăn ơi, chấm gì? Chấm gì? Chấm chấm hơn. Mắm à? Cơm bằng chén một. Ngon quá. Mời cả nhà ăn cơm nha.